Thanh Thủy bất lực lên tiếng cảnh tỉnh cô vợ ghen tuông bất chấp. Câu chuyện ghen tuông trong đời sống hôn nhân của anh Quang Minh và chị Thanh Tâm được chia sẻ tại Thuận Vợ Thuận Chồng khiến nghệ sĩ Thanh Thủy phải lên tiếng nhắc nhở. Chia sẻ với nghệ sĩ Thanh Thủy, Thanh Tâm thừa nhận mình là người nóng tính. Cô thường khó chịu mỗi khi gọi điện kiểm tra mà chồng lại không nghe máy. Nữ khách mời tâm sự, lúc đó, lòng tôi như lửa đốt nên cứ gọi đi gọi lại. Anh ấy đều nhiều lần bỏ mặc sự quan tâm của tôi. Trong khi đó, Quang Minh thừa nhận chán nản vì phải đối diện với nhiều cuộc gọi trong ngày của vợ. Nam khách mời kể khi có chút thời gian nghỉ ngơi, người bạn đời đều gọi và nhắn tin để kiểm tra, nhiều lần dẫn đến công việc bị ảnh hưởng. Theo Quang Minh, môi trường làm việc của anh có nhiều phụ nữ, anh muốn cuộc nói chuyện có chiều sâu hơn để họ sẵn lòng mua hàng, nhưng đồng nghĩa với việc vợ sẽ lên cơn ghen. Do đó, anh chọn cách không tiết lộ mật khẩu điện thoại. Bất lực trước sự im lặng của chồng và những khúc mắc không được giải đáp, chị Thanh Tâm thú nhận nếu như ngày trước yêu nhau và tin tưởng, thì bây giờ chỉ còn lại một nửa. Anh ít tâm sự với tôi hơn nhưng lại thường xuyên nhắn tin với một ai đó. Tôi tra hỏi thì anh không thèm trả lời, đến tận bây giờ vẫn vậy, chị bộc bạch. Giải thích cho sự nghi ngờ của vợ, Quang Minh không ngần ngại công khai vợ anh là một người có tính cằn nhằn rất lâu và rất khó để giải thích. Có lần vì vợ tôi cứ nói suốt mấy tiếng đồng hồ khiến tôi mất bình tĩnh, cả hai ném điện thoại vào mặt nhau, sau đó vợ tôi tiếp tục nói cho đến sáng. Tôi phải lên cơ quan với cơn mất ngủ trắng đêm, Quang Minh phân trần. Nói thêm về cuộc sống hôn nhân, Thanh Tâm thừa nhận bản thân từng hai lần bỏ số tiền lớn ra làm ăn nhưng thất bại. Việc chồng liên tục xoáy vào sai lầm của mình khiến nữ khách mời thấy căng thẳng. Trước lời tố cáo này, Quang Minh giải thích rằng mỗi lúc thấy vợ gặp phải vấn đề tương tự như sai lầm trước đó, anh đem chuyện cũ ra nhắc. Tuy nhiên người bạn đời lại nhạy cảm cho rằng anh đang nhai đi nhai lại thất bại xưa. Câu chuyện vẫn chưa có hồi kết khiến nghệ sĩ Thanh Thủy không kìm được mà lên tiếng khuyên ngăn. Diễn viên bỗng dưng muốn khóc nói, khi những thói quen của vợ chồng không còn được coi trọng là một điều vô cùng nguy hiểm, khi trong đầu xuất hiện những nghi ngờ, vợ chồng cần phải cùng nhau ngồi lại xóa sạch ngay lập tức. Nữ nghệ sĩ cho rằng Quang Minh đang có những dấu hiệu đổ lì trước sự kiểm soát gắt gao của vợ. Nhưng để suy xét thì phần thay đổi vẫn nghiêng về Thanh Tâm nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.